Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi trò săn bắn. Trò này tên là The Hunter Classic. Hôm nay mình chơi trong một cái vị trí săn mới, một cái map mới. Ở đây là vừa có tuyết, băng tuyết mà vừa có cây xanh, đẹp lắm, cảnh đẹp lắm. Các bạn thấy không? Cảnh nó quá ok đi ha. Cái này nhưng mà băng là không có băng nha, này thời tiết có tuyết thôi chứ không có băng. Rồi đây là cái nhà mình đây, mình đang vị trí nhà đây, mình sẽ đi săn xung quanh nhà mình khoảng chừng mấy cây số á, mấy cây số xung quanh nhà là có thú rừng rồi ha. Mình nghĩ là mình nên đi phía bên tay phải, phía dưới á, có xanh xanh đó, nó sẽ có nhiều hươu nai hơn. Giờ này dùng tuyết thì mình sợ đi vô dùng tuyết lắm, đi dùng tuyết sợ lỡ tuyết bị ấy hoài à. Nên là go mình đi nha. Giờ là mình tới, mình đi tham quan cảnh vật xung quanh nha các bạn, cảnh rất là đẹp á. Wow, cảnh quá đẹp, quá tuyệt vời đi chứ. Cảnh game này mình đẹp gì đâu đẹp á, đẹp ơi là đẹp. Chùa chợ đã thiệt chứ ha. Em đồ họa cũng tốt lắm á, đồ họa quá tuyệt vời đó các bạn. Đồ họa gì thôi đi săn bắn thôi chứ còn gì bằng nữa chứ. Ban đầu đi thì mình nghĩ chắc là trong khoảng một cây số xung quanh nhà là chưa có con đâu, chưa có đâu, khoảng cây số rưỡi tới hai cây, cái số rưỡi hai cây mới có thú rừng nha. Cho nên là mình đi ban đầu mình đi thẳng lưng thôi, khoảng cây số hai cây số rồi mình phải đi khom khom, đặc biệt là khi có dấu hiệu á, khi có dấu hiệu dấu vết của nó mà nó báo tín hiệu là con vật nó ở gần mình, lúc đó mình phải bò nha, mình đi khom người nha, đi chậm rãi. Rồi thứ hai nữa là khi mà gần quá gần thì mình phải bò nha, để cho con vật nó thấy mình nó bỏ chạy hết á, chứ không phải đơn giản như game trên điện thoại đâu. Giờ vật đứng đó giờ mình bắn không có đâu. Đây vật nó khôn giống như chân như vật bên ngoài đó, nhưng còn khôn hơn nữa. Xa xa nó ngửi thấy mùi rộng rạch là thôi nó bỏ, nó chạy có cờ luôn á nha. Cho nên là thôi mình phải đi, tới lúc đó mình phải đi cẩn trọng lại. Còn bây giờ mình đi thoải mái nha. Đó, các bạn xem cảnh vật xung quanh nhé. Mình quay cho các bạn thấy cảnh vật xung quanh mình đi nè, rất đẹp. Đi săn rồi cũng thích nhờ cái cảnh, nó đẹp như vậy, rồi nó cái tâm hồn nó thanh thản, đi săn nó thú vị. Wow, mình tuyệt vời. Đường này nghĩ là đường này đi một hồi một nước tí nữa là sẽ có thôi.
Đi ra một cánh đồng đó, nó thấy mình, nó nhìn xa lắm, thấy mình nó bỏ nó chạy đi hết vậy đó, cọc cốc nên là mình phải đi ở trong. Bây giờ mình lên trên cái chòi canh này nha các bạn. Mình lên trên chòi canh ngắm xuống là không thấy con nào hết trơn. Mình nghĩ là mình cứ đi ra khỏi chòi canh thôi. Nếu mà mình ở trong chòi canh đó thì nó không có con nào nó tới hết á. Nó thấy không có con nào chứ mình phải đi ra khỏi chòi canh để mình đi kiếm đó. Chứ đợi chòi canh chắc sợ mà lờ luôn quá, đợi chết luôn á. Đâu quá trời, trong hoàn cảnh ở đây đẹp quá, có đá, có cỏ, có cây, bầu trời xanh trong ha. Cái kỳ trước mình chơi cái địa điểm là bản đồ lần trước mình chơi, trời ơi đầm lầy không mà đi gặp hồi nó gặp cái gì á, tự nhiên bắn chết ngu rồi lên xác nhận không được, má thiệt chứ lúc đó mình ngu nữa thoát game. Phải chơi mà phải đi lại mà mình xác nhận hôn bắn chết ngay địa điểm đó, nó còn nữa chứ đâu, làm dấu trên địa điểm đó, nó còn địa điểm đó, mình lại ngay địa điểm đó, mình xác nhận hôn còn đã chết rồi là được rồi, không có con nào chứ các bạn. Mình bỏ mình đi luôn cho nên là nó không tính hôn nó chết rồi mà nó không tính, tại vì mình thấy là có người gửi tin nhắn vô giống như admin nó gửi tin nhắn nó là mình phải xác nhận hôn đã chết mà Hunter mất mất tay của mình là cái mình đang cầm tay nè, là cái thiết bị định vị này nè, lại nhấn là xác nhận chết là nó mới công nhận mình giết đường ngu đó, giết đường ngu đó nha. Thôi là nó không tính vô à, mấy con heo, mấy con dê, mấy con lợn rừng, mấy con hươu nữa, má thiệt tình đi săn bỏ trơn này cũng không có luôn à. Không thấy con nào hết, không thấy con nào hết, lại đi tiếp thôi, đi siêng năng chút xíu thôi. Đâu mà tiếp thôi, trên đỉnh đồi cũng không có luôn, mà có dấu hiệu của nó mới được chứ không có phải khơi qua khơi khơi mà mình kiếm mà có đâu các bạn, khơi khơi nó đâu đó rồi mình kiếm đâu, đi mà có dấu vết nó mình lần theo dấu vết nó tiên nhẫn như lắm mới tìm được mình con, thì còn dài đi phải vào nửa tiếng 40 phút mới thấy con gì, nó bình thường đi săn mà 40 phút. Đấy, bây giờ này mình đi qua bên cái cảnh bên này á, là mình đã phát hiện được một con hươu rồi đó các bạn. Bây giờ mình phải bò nhé. Đấy là mình đi bên cảnh bên kia, bây giờ mình đi cảnh bên này là mình xác định là một con hươu rồi. Con hươu bên đó là bây giờ này cái con nó định gì nó đâu. Chà, có ngộ nước nữa chứ. Từ từ đâu từ từ thôi im lặng im lặng, cái bò thật là chậm rãi tới chỗ của nó mới mới có các bạn, mà đơn giản là không có là có đâu, nó thấy mình là nó bỏ chạy đấy, không phải giống như là con hươu con nai trong cái game bên điện thoại đâu, điện thoại là hươu nai nó xuất hiện là đứng yên chỗ cho mình bắt, còn cái con này là nó quỷ quyệt, nó biết nó khôn trời đất đó, nó thấy mình từ xa nó thấy mình bỏ nó chạy cho nên thiệt là thắng cho xong cái đợt này mình chơi mấy cái mạng này rồi mình đi săn được luôn á, mình nghĩ là mình không đi ngoài thực địa được, mình đi ngoài thực địa nguy hiểm lắm, rắn rít mũi mồng trên cắn cũng sốt cũng chết như vợ đó, mũi mồng nó cắn bệnh chứ đừng có giỡn chơi ra ngoài cọp leo nữa đừng
dồn đó gấu rồi đó. Có nó nữa nè, tại phải trên mặt một chút xíu hết nhà trước mặt. Mò mà không thấy ảnh buồn, có ảnh rồi bò còn ngọt quá. Từ thôi nha. Hoàn ức chưa? Từ thôi. Kiên trì, kiên trì. Tiêu à, trời trời ngô ta, chỉ sợ giờ này mình đứng dậy thì nó sẽ phát hiện mình thấy nó bỏ nó chạy ngay. Gán bò lên đường khúc nó coi coi qua cái đồi này, mình nghĩ qua cái đồi này, qua cái đồi này sẽ nhìn xuống đỡ hơn. Tiêu à, đồ mẹ nó mới đó mà nó trên bên tay trái mình á, bên tay trái á, đồ quá sao kỳ ta, mới nãy thấy nó đi đây mà giờ nó tới đẳng rồi, đợt mẹ nó tới đẳng rồi, mới thấy cái chát cái đầu nồi này đâu mà tới đẳng màu dữ à. Con này nó không giống con hươu, nó giống con gì á, con xe. Nó giống con hươu, hôm nay rồi nhìn thấy cái thon gọn đứng, còn con này đứng khom khom giống như là nửa giống hươu, nửa giống lừa. Tai gì á, trời má, thấy không? Thấy nó rồi kìa, má xà quá, má hụt quá, bò tới, à, nhỏ thôi, nó lớn tiếng quá nó nghe, nghe quá. Từ từ, hết sức bình tĩnh, bò rồi gần nó. Thiệt là mình đánh đâu rồi, đủ quá, mới đây đủ tiêu rồi. Không nó chạy các bạn, ghê lắm. Không đơn giản đâu, không bỏ từ từ thôi. Đơn giản mình đi đi lên gần nó mà bắn nó đâu. Nó không
cho nó thấy, cho nó thấy mình. Đây rồi, tiêu. Nhanh nè, cũng nhanh, mới đây chạy đâu hai con đã mất rồi đồ quá. Ôi chú cha, ôi chú cha, đồ quá. Ôi đồ mẹ, chết chết chết. Ở đây đây đây, thấy rồi thấy rồi. Bắn này, bắn này, đù, chết mẹ nó rồi, trúng rồi, ôi đù má chạy rồi, còn con bên đây, đù chạy luôn, đù quá hai con chạy luôn, chết mẹ rồi, lần nào cũng vậy chứ, chạy bao giờ nó gục tại chỗ chứ, đù má thiệt tình, chết được. Chết máu, phải kiếm chết máu, lợn đều chết máu. Không còn được đâu. Chạy được nào, chạy được chơi, không được đâu. Đã bị thương rồi. Có gì không bao giờ xảy đâu. Chết rồi mà. Tiêm ngay luôn mà. Tiêm ngay mình cứ nhấn cái cành đó mà. Đồ nó trong khu vực này nè. Chết máu. Lý vậy, thấy nó chạy hướng kia mà, vậy vậy sao thiết bị điều khiển định về hướng này chạy, không có nó chạy về hướng đầu mình á, trời ơi, bắn mày đâu, được cá, hướng này nè đúng rồi, hướng này nó chạy về hướng này nè, mà còn hướng cho lưng mình trên thiết bị định vị nó định vị được vậy. Đâu chạy hướng đâu, biết máu tới trời tới giờ nói đó sai mà, máu anh bị thương nặng rồi không chạy xa được đâu, để sao không chạy xa được đâu, quận khắp khu vực này là sẽ thấy anh thôi, chạy đâu cho khỏi, chạy đâu cho khỏi, ơi chết dài quần nát chỗ này phải kiếm cho bằng ra cho bằng được, chết phải thấy xác nha hả, chúng ngay rồi mình bấm ngay rồi cái bụng luôn rồi mình thấy rõ ràng rồi, không thể nào chạy được cái quần này, để nó kiếm đâu, chạy hướng đó đó chứ không phải chạy hướng này đâu. Máu thấy chưa, mình đoán không sai mà, mình đoán không sai, chạy như thế nào mẹ, quá thiệt, cái này quay nó giấu nó giống cũ, chạy như thế này mà, mẹ chạy như thế này thì như này đó, nó đồ quá, vết này vết cũ, vết mới, nó chạy như kia kìa, sau lưng mình á, nó chạy mãi trước rồi, này nè, chạy về cái ra ngoài này nè, mình cái mình không hoạt động luôn á, thiệt tình, cái không à, mày chạy đâu rồi, trời ơi, u ơi, mày chạy đâu, con kia.
coi coi. Quay cái loại đầu tiên hồi nãy, cái loại vô vết máu hồi nãy. Mình theo vết máu thôi. Mình theo vết vậy đó. Nếu mà bắn gần thì nói à, đây hết máu của anh này, để đường nào hả, đi theo đường đó đi. Máu nó ra tới đây luôn rồi, không thấy anh đâu hết, đồ quá thiệt tình. À khó rồi các bạn. Quá dấu này không biết phải của anh không đây nữa, đâu sâu dấu chân, tưởng nó chết máu, trời ơi gì gì dấu chân. À, thì tình kiếm khó cực khổ gì đâu, bắn xa là vậy đó các bạn, bắn gần nó quỵ tại chỗ, bắn gần nó quỵ cái khoảng chừng 40-50 mét đó. 40 mét, 50 mét mình bắn thì nó bỏ nó chạy mà nó bị thương rồi, nó chạy không được xa cho lắm. Thì vết này là vết không phải mà là cùng một loại con mình bắn, vết máu chứ, mà một dấu chân nằm ngoài em thiệt tình. Nó bởi vậy ngang hồn mở hẻm lần nào làm sao mình biết được, lần trước mình bắn một con hưu mà hai ba con hưu cũng vậy đó, bắn rồi cái nó cũng chạy đi đó, cũng hoặc kiếm chết mẹ luôn, nó mới ra nó có một con thì nó chết rồi, nó nằm đó luôn, nằm trong cái đống lá đù thì khổ, đi không nghe không lá thì thôi chứ biết đời nào mà kiếm được ra nó. Này thì chết gì anh, giấu chân nữa. Kiếm nó mày, mày ở đâu đây nữa, mày ở đâu đây nữa, quá đây dấu bụi quá. À thấy nó rồi nha các bạn, có một con này chắc là chân mới này, đùng má gần quá, bắn luôn đi. Con này không phải còn bị thương nãy đâu. Chết à, chúng mà chạy là đục má nó thở, thấy không tức gì đâu thì chứ, bắn là chạy xa quá bắn là chạy thiệt tình. Mày đâu kiếm con này trước đi, con kia bỏ qua đây một hồi nó quay trở lại kiếm con kia. Hai con bắn đều chạy hết máu đổ rồi, nhưng mà bị phân cho phải làm cái kiếm dấu kia kìa. Cái phân này nó phải nó chạy dưới kia mà cái gì bị nó báo cái dấu chân nó vô chân cũ đó, vô chân nó cũ rồi đó, nó mới chạy ra có cái đường này. Đó đồ mà chết máu tèm.
rồi, dịch máu. À đây 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 đây, dịch này mới là quan trọng. Đó đó, đi đúng hướng mình thấy luôn á. Đồ nó chạy về đây mà. Kiểu nào cũng phải lần theo mày. Kiểu nào cũng phải lần theo mày. Dấu chân. Dấu chân. À, đây 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 đây, nhận báo nó đây. Đây, nó trọng thương rồi. Không đi đâu xa được đâu. Má, thế nào mà phải lần tiếp. Thiệt tới chỗ nó luôn. Đi xa, nó đi không xa đâu. Đi không xa đâu. À. Rồi, nhất này chắc. Dấu chân. Đôi khi có dấu chân, có dấu máu. Dấu máu nãy giờ kiếm 2-3 dấu rồi. 3 dấu luôn rồi. Con này nó bị trúng thương nặng rồi. Má thì thôi rồi thiệt chứ, thôi rồi chứ mà đụng má thiệt, nó đi đụng mình rồi. Hay cha, y tế đụng mà mình có mua y tế hay là mua y tế, chịu gọi y tế coi. Ây da thiệt chứ, tưởng nó chết, nó chưa chết mà nó còn đụng mình nữa. Trời ơi trời, thì là tình má thiệt. À được rồi nè, à chết rồi mày đụng má. Mày này không, tao mà không bị thương thì mày chết. Đó, coi y tế rồi. Tiếp tục. Đó, ok. Tiếp tục mò thôi mày. Ây nhà, vậy là phải thiết bị y tế phải đem theo. Ây, đó. Này, phải kiểm tra đó. Thấy chưa, dẫn mày đây. Chạy không xa đâu, con này chạy không xa đâu. Máu ra nhiều lắm mà. Đấy là 2-3 vết rồi. Chạy không xa đâu. Đường nào, đường trước mặt đi. Đó, nó cũng là hướng đó. Ừ, hướng này nè, đụng quá ngay luôn rồi. Nó không có chạy đường nào nữa chứ, nó mà trúng đạn rồi. Đạn rồi chạy đường nào. Nó đạn rồi chạy đường nào. Không có chạy đường nào được hết á. Nó kiếm con này trước, ngồi nó kiếm con kia. Con kia bắn trước, con này bắn sau. I shot the two and one go to another way, different way, two way. Con này ở đây là con thứ hai, con thứ hai mình bắn, con này là con thứ hai. Nếu là con đầu đó, thì bắn như vậy là chết chắc rồi, con đầu nó bị thương sẵn rồi. Con này con thứ hai cho nên nó bị gượng nó ra tới bên này được, vậy là con đầu nó còn sau lưng, họ nó đi kiếm con đầu. Má một tí nữa quay lại kiếm con đầu, kiếm con này trước đi. À, các dấu vết đều ủng hộ mình á. Rồi, lần tới đây là thấy im rồi đó nha. Lớn dấu này là thấy im rồi đó. Nó không chạy được nào được nữa đâu. Chạy được nào được nữa đâu. Không chạy được đường nào nữa đâu. Bắn chúng vậy là còn sống nữa mà tao mới sợ mày, khen mày hay á. Kiệt sức, mất sức rồi, đã quỵ xuống thôi. Đó, mày đâu đây nữa đây, vết máu nữa đây. No, cứ giấy vết máu hoài là biết là mình gần tiền gần thấy nó rồi. Oh yeah. Ai, ai thấy rồi, đây mặt rồi. Rùng má, thôi thôi tiêu. Nó nè, chính nó gà 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 gù rồi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, mà làm thêm phát nữa cho mày thử. Làm thêm phát nữa nào. Rồi. Phát nữa nè. Rồi, qua. Đó, có vậy chưa? Oh, yeah. Ui, thành công. Phải bắn săn là phải vậy, săn là phải theo sấy tìm ra bắn
mấy con heo, mất mấy con hươu rồi mới rút được kinh nghiệm. Sao là nó vậy, cứ tìm ra mà con này con gì ta, được nó ngộ á, sự nó cũng ngộ nữa. Ủa to nữa, giống hươu nữa, giống con cừu, con lừa à. Mắng lừa con này con gì, rồi xác nhận đi. Lừa thì nó dài hơn, dài đòn hơn. Này nhá, con chụp cái tấm hình lại. À, rồi, vô rồi chụp tấm hình. Chụp hình trong này, xác nhận trong này luôn. Một con mosi. Oh yeah, xác nhận rồi. À. Mình sẽ quay lại mình tìm con hươu lúc nãy nha các bạn. Hươu mình bắn lần đầu tiên á, bắn con hươu đầu á, nó cũng đã bị thương rồi, nó sẽ không chạy đâu xa đâu. Đi coi coi. Đó. Bây giờ mình đã tìm thấy nó rồi đó. Mình đã tìm thấy nó con hươu đầu tiên á. Ô đầu tiên mình đã tìm thấy nó gần bờ sông đây. Bờ sông đây, nó đã bị thương rồi. Này à, mới quay lại mình tìm cái clip hồi nãy là mình không có xác nhận được, không có xác nhận con hươu này được. Bây giờ mình sẽ quay cái clip này là đi tìm được ra được con hươu này cho các bạn xem nha. Nó chạy hết nổi rồi. Đây là nó đứng rồi, nó đi hết nổi rồi. Ra tới gần chút xíu.
vấn đề rồi, nó đuối rồi. Giờ mình cứ tiến tới gần gần nó thôi. Có gì phải lo, có gì phải về nữa hết. Nó rất là thôi, đi về cho nhanh đi. Đi đi chậm quá. Đấy, sát bên luôn. Nè, làm gì nữa đây. Nó chết mày chưa, chạy nữa hả? Đúng quá vậy mà con trái nói kìa. Đợt mà. Trời ơi, đúng quá thiệt chứ. Vậy mà con trái nói hả? Thêm một viên nữa rồi. Đầu tiên một viên à. Giờ này thêm một viên nữa. Nghĩ rằng là nó không có chạy rồi nổi nữa đâu. Nó không có chạy nổi rồi. Nó bắn 12 phát rồi, chạy chỗ nổi nữa. Đó, nó đã thấy rồi, thấy rồi. Oh yeah. Chạy đâu, chạy. Còn thứ hai nghe. Yeah. Come on. Go go go. Thành quả, thành quả, thành quả. This is the result. My hunter hunting today. Yeah. Con này à. Con phải ngu. Giống con nãy đó. Chân con nãy à. Con này à, còn trẻ hơn. Con này không có sừng. Con nãy có sừng. Con này nhỏ hơn. Ai còn xác nhận ta. Yeah. Chạy hết vậy. Yeah. Chúng ta trên. Con này bắn đầu tiên mình bắn dưới, bắn phần trên đó mà. Còn cái con hồi nãy là bắn phần dưới, bắn dưới bụng. Tại vì nó quay đầu về phía mình. À, nhầm ghế không lầm. Nó là con này đây. Nó là con mua xe. Con này còn nhỏ, con hồi nãy có sừng. Nhỏ hơn, làm môi. Chiến công. Đi xa thật là lý thú rồi. Oh, yeah. Come on. Go, go, go. Rồi, xin cảm ơn. Mình cũng kết thúc video tại đây nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ like, share, subscribe, đăng ký, ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.